Em thích trường đại học kinh tế à, nhưng mà tốt đi, đẹp lắm. Lần đầu em đến trường đại học kinh tế là em thấy rất vui khi được đến, và em thấy trường học kinh tế đây rất là đẹp và nhiều cây cảnh rất là đẹp luôn. Và em cũng muốn được học ở trường kinh tế. Em thấy trường đại học kinh tế là rất đẹp và rất rộng. Các thầy cô cũng dạy tốt ạ. Và ký túc xá cũng tốt, sạch sẽ, to. Em sẽ đến học đại học kinh tế ngành tài chính ngân hàng, học tài chính ngân hàng ạ.